Chào các bạn, mình là Bằng Okio đây. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với tỉnh Lạng Sơn các bạn nhé. Mình sẽ đưa các bạn vào với quán phở Duyên Cường nằm ở đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Lộc của thành phố Lạng Sơn. Đến với Lạng Sơn thì chúng ta không thể bỏ qua món vịt quay Lạng Sơn. Vịt quay Lạng Sơn luôn là một món ăn hấp dẫn với bất cứ du khách nào khi đặt chân đến với xứ Lạng các bạn nhé. Ở đây vịt quay được chế biến vô cùng cầu kỳ và được người dân thổi hồn vào với rất nhiều các loại gia vị khác nhau. Khi ăn thì chúng ta không thể phát hiện ra là có những loại gia vị nào vì nó là bí kíp riêng rồi, không bao giờ học lỏm được đâu. Ở đây cái khâu chọn vịt cũng vô cùng quan trọng các bạn ạ. Vịt không được to quá này, không được gầy quá này, để khi quay lên nó sẽ tạo được cái độ giòn của da. Cái thứ hai nữa là nó sẽ dễ ngấm gia vị vào thịt hơn, ăn vô cùng ngon và hấp dẫn. Theo mình được biết đây chính là một quán vô cùng nổi tiếng của thành phố Lạng Sơn các bạn ạ. Quán lại sạch sẽ tươm tất từ trong ra đến ngoài. Bắt đầu bước chân vào quán đã ngửi thấy mùi vịt quay ngao ngạt, thơm hết sảy con bà bảy luôn. Mới có 6 giờ sáng thôi mà mình đã thấy khách đến đây đông nghịt như thế này rồi. Mọi người bảo là khoảng 7-8 giờ đến đây còn phải chờ đấy các bạn ạ. Cô chủ bảo là thôi cứ bình tĩnh, tí nữa cô sẽ làm cho một bát phở ngon nhất. Thôi cứ ngoan ngoãn nghe lời cô xem sao. Bây giờ thì cứ giúp cô một tay phục vụ bàn, hy vọng rằng tí nữa cô sẽ cho mình một bát phở đặc biệt. Đấy các bạn thấy không, vịt quay ở đây với một công thức riêng nên là vịt rất là bóng này, da rất là giòn này, rồi hòa quyện vào cả mùi thơm của lá măng mật. Trời ơi, ngon nhất này các bạn ơi. Mình vội lèn xuống bếp xem là các bác ở dưới quay vịt như thế nào. Các bạn thấy chưa, một chiếc chảo to đùng ngã ngửa luôn này. Bốn con vịt đang vàng ruộm ở trong chảo. Nhìn cái lớp da vàng óng và càng bóng như thế này, ai chẳng muốn ăn. Mình còn không muốn chặt cơ, muốn ăn trực tiếp luôn để thưởng thức xem là ăn nóng cái mùi vị của nó như thế nào các bạn ạ. Mình chẳng hiểu sao mỗi lần mình lên với đất Lạng Sơn thì mình lại nghiện món vịt quay ở quán này. Bởi vì cô chủ rất là vui tính, và điều đặc biệt nữa là món vịt ở đây thì lại được chế biến theo một phương thức gia truyền mà chỉ có ở Lạng Sơn. Chính vì vậy mà luôn luôn làm tò mò tất cả những ai đến đây ăn và thưởng thức. Ngoài vừa thưởng thức món vịt quay thì chúng ta lại tiếp tục được thưởng thức món thứ hai, đó là món phở vịt chặt các bạn ạ. Không chỉ có vịt chặt đâu mà có cả lạp xưởng được chế biến vô cùng cầu kỳ cho vào với phở vịt nữa. Chính vì vậy mà bát phở nó luôn luôn có mùi béo ngậy, thơm ngon của món thịt lạp xưởng chèo các bếp các bạn nha. Wow, mình ăn thử xem nào. Không biết là bát phở đặc biệt là được trả công bằng công phục vụ của mình thì nó có ngon và hấp dẫn như thế nào. Đúng là ngon khó cưỡng các bạn ạ. Đúng là một người giỏi ăn như mình thì đến đây hợp lý quá rồi còn gì nữa. Món vịt đấy là món sở trường của tôi. Trời, tôi biết làm sao bây giờ, béo quá béo quá. Trời đất, ngồi một lúc mà mình đã ăn hết một bát phở như thế này. Thế này thì tôi tăng cân mất thôi các bạn ơi. Các bạn nhớ quán Duyên Cường ở đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn nha. Vịt quay thất khê nổi tiếng đấy các bạn ạ. Rồi, bye bye.